Xin chào tất cả các bác. Hôm nay những loại hàng hạt giống của bên shop về này. Thì hôm nay cũng có những hạt giống sau nhá. Đó. Ở đây là măng tây tím, hàng của Mỹ, hàng đóng gói á. Đó, một gói này thì được có 10 hạt thôi. Măng tây tím thì nó khá là đắt cho nên là hạt nó cũng được, số lượng hạt cũng được ít. Cái này là atiso đỏ hàng Thái Lan. Một gói này được 10 gram. Mướp đắng xanh hàng Thái. Hạt dạ yến thảo hàng đóng gói. Dưa lê chuối hàng Đài Loan. Đấy. Dưa hấu vỏ đen hay còn gọi là dưa hấu hắc nhân, hắc mỹ nhân hàng Thái. Dưa lê đường hàng Thái. Ớt ngọt, ớt chuông hàng Thái. Ngô tím hàng Thái. Hoa đồng tiền hàng Đài Loan. Xà lách nước Mỹ hàng Thái. Hoa mười giờ kép hàng Đài Loan. Đậu bắp xanh hàng Thái. Lá mè hàng Thái. Xà lách sang chu. Xà lách này của hàng Đài Loan nhé. Dưa hấu ép mổ hàng Thái. Cúc họa mi hàng Thái. Dâu tây đỏ hàng Đài Loan. Đó thì hôm nay bên shop về những hạt giống như vậy các bác ạ.